Không ai giải được câu đố này, bạn có phải là ngoại lệ? Câu đố đang làm cho ai đọc xong cũng tưng bở, thoạt tiên, đọc nó ai cũng nghĩ là quá dễ. Nhưng đáng tiếc các câu trả lời đưa ra đều sai. Câu đố như sau: có 10 con cá trong chậu nước, 2 con chết đuối, 4 con bơi đi và 3 con chết. Hỏi trong chậu còn lại mấy con? Không ai giải được câu đố này, bạn có phải là ngoại lệ? Có bao nhiêu con vật trong ảnh, ai cũng đoán sai, liệu bạn có đúng? Bạn có phải là người có khả năng quan sát và trí tưởng tượng phong phú? Bức ảnh dưới đây cho thấy, những ai đoán được càng nhiều số con vật trong 10 giây đều có khả năng quan sát hơn người. Còn chờ gì nữa, thử xem nào. Không ai giải được câu đố này, bạn có phải là ngoại lệ? Kỹ năng sinh tồn của bạn có tốt như bạn nghĩ? Bài kiểm tra dưới đây sẽ phơi bày tất cả. Một người đàn ông đang khám phá Nam Cực bất ngờ bị một cơn bão tuyết. Anh ta tìm được hai hang động có thể trú ẩn, nhưng rồi anh ta nhìn thấy một con gấu Bắc Cực đang đứng trước một cửa hang, còn một hang khác chứa đầy chất thải phóng xạ. Theo bạn, anh ta nên chọn hang nào? Chia sẻ lý do tại sao lại chọn hang đó nha. Không ai giải được câu đố này, bạn có phải là ngoại lệ? Kỹ năng sinh tồn của bạn có tốt như bạn nghĩ? Bài kiểm tra dưới đây sẽ phơi bày tất cả. Một người đàn ông đang bị truy bắt, có 3 cánh cửa để anh ta trốn thoát. Cánh cửa đầu tiên có những con chó dữ. Cánh cửa thứ hai có một quả bom hẹn giờ 5 phút và nó đã được bật lên. Cánh cửa thứ ba có một người mang vũ khí. Anh ta nên chọn cánh cửa nào đây bạn ơi? Chia sẻ lý do tại sao chọn cánh cửa đó nha.
Không ai giải được câu đố này, bạn có phải là ngoại lệ? Kỹ năng sinh tồn của bạn có tốt như bạn nghĩ, bài kiểm tra dưới đây sẽ phơi bày tất cả. Một người đàn ông bị nhốt trong nhà, có 4 cánh cửa để anh ta có thể thoát ra ngoài. Tuy nhiên, cánh cửa thứ nhất nếu mở ra, anh ta có thể bị cái lạnh băng giá khiến cơ thể đóng băng ngay lập tức. Cánh cửa thứ hai nếu mở ra, anh ta sẽ trở thành món mồi béo bở cho những chú cá mập đang đói. Phía sau cánh cửa thứ ba toàn là khói độc, và nếu đi ra từ cánh cửa thứ tư, cái nóng thiêu đốt của mặt trời có thể khiến anh ta chết cháy. Anh ta nên lựa chọn cửa nào để có thể sống sót? Hãy cứu mạng anh ta nào bạn ơi. Không ai giải được câu đố này, bạn có phải là ngoại lệ? Mắt ai tình như cú vọ mới tìm được lỗi sai của những bức ảnh dưới đây. Các bức tranh này đều có ít nhất một lỗi sai, chưa ai tìm được lỗi của cả năm bức tranh.